Cửa hàng Tuấn Hải xin gửi lời chào tới toàn thể các bác nhé. Ngày hôm nay có một lô máy cưa rất là đẹp để giới thiệu qua các bác ạ. Lô cưa ngày hôm nay thì gồm có 8 cái cây máy cưa và đầy đủ những cái hệ phân khúc cưa cắt khai thác chuyên nghiệp và cưa cắt tầm trung cắt gia đình. Thì trong lô ngày hôm nay thì có những cái hệ cưa cắt khai thác như sau. Shinewa 398 này, Komatsu G3009, Shinewa 393, Echo GC35. Đấy. Về mặt lan xích máy thì bao zin đẹp lẽ đẹp hết các bác nhá. Phân khúc cưa cắt tầm trung và gia đình thì có Echo 362, Makita 333 này, Echo 3003 và một cây máy cưa Makita 400 40cc. Và số điện thoại cửa hàng bên em là 0392 973 923. Đó, 0392 973 923. Nhiều khi đọc số điện thoại nó nhanh quá nên là nhiều bác cũng chưa kịp nghe. Thì em để số điện thoại dưới góc màn hình bên trái nhé. Khi các bác mua hàng thì bên em tặng các bác 3 món đồ này: típ mở buji, rũa cưa và tua vít chỉnh chế. Hàng bên em là bao ship rồi, đó, bảo hành 9 tháng. Và giao hàng đến nơi các bác được test máy và thử máy thoải mái luôn. Và giờ em sẽ giới thiệu từng cái hệ máy có trong lô cưa ngày hôm nay nhé. Với cái máy cưa đầu tiên của lô này, cây này là cây Makita MDE400. Dòng máy này thì đây là Nhật Bản chính hãng này, nội địa Nhật thôi nhá, nó không có chữ Make in Germany ở máy. Và cái này nó là nội địa Nhật, Makita 40cc, nòng bít tông là 40 ly. Đó, cây này có nòng 40 bác nhá. Em khẳng định các bác nòng 40. Đấy, em đã mang ra đo hệ này rồi và em làm rất là nhiều cái dòng máy cưa này. Thì về lam nhá, lam dài là 40 mặt cắt 35, chạy xích chung 91 và xích máy thì là xích mới hoàn toàn. Đấy. Lốc máy bô bọng đẹp nhá. Và đã kiểm tra nòng bô. Đó. Máy thì có khóa sên đầy đủ hết bác ạ. Đây các bác chỉ cần gạt, đây là khóa sên an toàn, các bác gạt xuống là khóa sên luôn. Còn đây là mở chốt an toàn, các bác gạt ra. Bơm xăng phụ đầy đủ nhá. Trọng lượng cân nặng của máy cưa này là 4,5 kg. Nên các bác sử dụng công việc là đi cắt nhánh, cắt tỉa cành và cắt những phân khúc lớn như bằng xô sơn trở về tầm 100, 120. Các bác vanh gỗ tầm 120 các bác cắt trở về cắt thoải mái luôn. Đó. Nhớt máy ra đầy đủ này, nói chung là các chức năng của nó như mới luôn. Lọc gió các thứ và đầy đủ linh kiện bên trong. U1 để giá là 1.500.000 đồng. Ok, máy siêu dễ nổ bác nhá. Đấy. Giật cực kỳ nhạy nổ luôn. Các bác tắt cái máy sử dụng rất là đơn giản, các bác bấm thôi là tắt máy này, bật xăng là on này. Le gió thì gạt đến 2 tầm, đây là le rộng đóng, đây là đóng gió, đây là mở gió ra là gạt sang ngang. Thì các bác hoạt động vào khi lâu ngày các bác không hoạt động nhá, các bác chỉ cần bơm xăng phụ đầy đủ lên này, bơm xăng lên, bác gạt le gió ra, bật công tắc sang ngang, giật một phát nó chạy, nhưng bác gạt cái le gió xuống là chạy nổ luôn. Đó, rất là dễ. Và khi đã nổ rồi thì các bác không cần phải làm bất kỳ một thao tác nào nữa. Máy thì như mới nha bác nhá. Máy này thì hàng tuyển đẹp như mới luôn rồi. Ok, đến chiếc máy cưa thứ hai. Rất là đẹp luôn, cưa ngày này rất là nhiều cực phẩm nhá. Cái này là cưa Echo 3003, máy này thì quá là xuất sắc luôn rồi. Máy đầu máy lam latin, lam dài là 40, mặt cắt 35 này. Xích của máy thì dày nguyên bác nhá, máy xích rất là dày. Phần vỏ áo này có rất màu xanh rất là sáng. Cây này thì các bác sử dụng công việc là đi cắt nhánh cắt tỉa thì cực kỳ bền bỉ và ngon lành luôn rồi. Đó, bơm xăng phụ đầy đủ bác nhá, có bơm xăng này. Máy thì máy nòng nằm, đó, phân khúc nòng nằm thì chạy buông máy cực kỳ thoáng. Với đặc biệt nó là hàng Echo cắt cực kỳ ngon. Đấy. Em bán là đa số là của hãng Echo bán chạy cực kỳ và chạy ổn định ấy, máy chạy ngon lành cực kỳ. Hai chân ốc lam luôn. Đấy, đầu latin còn dày 1 phân 2 phân rồi bác này, rất là dày. Đó, mắt xích còn dày nguyên nhá. Và trước khi em gửi hàng đi em sẽ dũa cho các bác mắt xích thật sắc bén. Đấy.
U2 giá là 2,1 triệu. U2 giá 2,1 triệu. Nhiều cây máy em cũng không để nhớt lam đâu, do là khi em quay máy thì nhìn rất là bẩn cái chỗ mình quay, với lại máy nó không được sạch sẽ lắm thì em sẽ không để nhớt vào. Còn em bao với các bác là máy nhớt lam đầy đủ nhá. Đấy, máy dễ nổ và nhớt lam đầy đủ, chuẩn như video. Em quay cây nào thì em bán chính xác cây đó luôn, chứ không có tình trạng là quay cây nó bán cây kia và gửi đi mà nó bị trục trặc, thì không có để trường hợp đấy xảy ra. Sẽ kiểm tra nhớt lam đầy đủ hết và chắc chắn là nó đã ngon lành rồi thì em mới để lên trên đây em quay đó. Tiếp theo này đến cây máy cưa số 3. Cây này là cưa Makita. Đấy, Makita 333 này, có công suất là 33cc, nòng máy bít tông là 38 ly. Hệ này thì có giật trợ lực bác nhá, giật máy trợ lực này, trọng lượng cân nặng là 4 cân, lam dài là 40, mặt cắt 35, chạy xích chung 91, mắt xích còn rất là dày. Tỷ lệ phần trăm còn khoảng tầm 85%. Các chức năng như là khóa sên, bơm xăng phụ đầy đủ, ngon lành hết luôn. Với các bác sử dụng đi cắt nhánh, cắt cành, cắt tỉa là cực kỳ hợp lý. Và lam còn nguyên mặt chữ bác nhá. Máy này thì là hàng Nhật Bản, dùng lướt qua thôi, chưa dùng nhiều. Đấy, máy thì còn nguyên mặt chữ của lam và bu bọng còn sáng trưng luôn. Đó. U3 để giá là 2,2 triệu đồng. Xích này, các bác chỉ cần gạt xuống là khóa xích luôn. Tiếp theo đến cây máy cưa số 4 nhá. Cây này là cưa Echo 362 và có công suất khá lớn này. Cây này có công suất là 36cc và nòng bít tông của máy là 40 ly. Đấy. Hệ máy thì dòng cưa của hãng Yama nhưng được sản xuất và theo phong cách của dòng cưa Echo. Đấy, Yama nào nó mượn thương hiệu nó làm thôi, còn nguồn gốc của nó vẫn là cưa Echo 362. Thì để mà nói là lấy được những cái linh kiện của cái hệ 362 với cây này lắp sang nhau là đầy đủ được. Đấy, lam dài là 40, mặt cắt 35 bác nhá. Máy thì chạy chân xích 325 325 chân xích lớn đấy. Đó, chỗ này các bác đổ xăng này, có hình cây xăng đây, bên cạnh đổ nhớt lam. Còn máy thì đang để giá là 2 triệu đồng. Các bác nhìn vỏ áo này, cực kỳ đẹp luôn nhá, máy rất là chất lượng luôn, sạch sẽ từ ngoài vào trong đầy đủ hết. Bên trong thì em cũng tháo ốc ra này rồi, em vệ sinh sạch sẽ, làm sao mà để ngang bằng một cây máy cưa mới. Nó không được mới hẳn nhưng mà nó sẽ đạt được hiệu quả cao nhất. Và đặc biệt là cây nào em mua cũng đều kiểm tra bô. Đấy, kiểm tra bít tông. Cây nào bít tông còn ngon còn đẹp thì em mới lấy, cây nào mà xước thì em sẽ không lấy. Thế để làm sao mà để cho các bác sử dụng là được những chất lượng máy cao nhất. Đấy. Ok, máy U4 giá 2 triệu đồng. Ok, máy cưa U4 giá 2 triệu đồng bác nhá. Tiếp theo về những cái hàng máy cưa bên trên này. Có những cây máy cưa Echo nhá, Echo GC35. Đó, Kyrus Grand GC35. Cây này thì có giật trợ lực luôn này. Đó. Công suất máy 36cc, nòng bít tông 40 ly, lam dài 40 nhá. Kyrus Grand, lam còn nguyên chữ này, tem mác đều là liền mạch nhau luôn. Chạy chế One Pro.
Cưa U5 để giá là 2,4 triệu. Máy thì khóa sên đầy đủ hết bác nhá. Độ mới cây rất là cao. Đấy. Máy này bên mặt tiền bên này rất là đẹp này. Mặt làm đẹp cực kỳ luôn, còn nguyên chữ nhá. Trọng lượng cân nặng của hệ máy này rơi vào 4,5 cân. Và các bác sử dụng công việc là đi cắt khai thác gỗ mỡ quế thì ngon lành luôn. Đấy. Dòng này chạy tua rất cao và chạy cực kỳ bền bỉ các bác nhá. Máy cưa mã U5 để giá là 2,4 triệu. Các bác tìm một cái hệ phân khúc cưa tầm trung mà có giật trợ lực, chạy ổn định mà có được đồ hay thấy sẵn thì em nghĩ các bác sử dụng hệ này rất là ổn áp này. Xăng quên không cho châm xăng vào. Hết sạch xăng. Hết sạch xăng luôn. Máy ít xăng mà nổ vẫn còn rõ ràng các bác nhá. Em để quay liền mạch chứ không có tình trạng là dừng máy nữa. Dừng máy. Đấy, máy thì nhớt lam ra đều này, mã cưa U5 để giá là 2,4 triệu. Tiếp theo đến cây máy cưa 66. Cây này là dòng cưa của hãng Sinewa. Thì một cái hãng phân khúc cưa rất là nổi tiếng để các bác sử dụng công việc là đi cắt cưa tầm trung và cắt khai thác. Thì cây này có công suất là 40cc, nòng bít tông là 40 ly, lam dài là 45, mặt cắt 40, đầu máy lam latin 5 nhọn các bác nhá. Lam Sinewa lam nhọn này cực kỳ là cắt, các bác cắt tỉa và cắt điêu khắc cực kỳ ngon lành luôn. Máy này chạy chế One Pro và có một cái cò van xá ở phần hơi, hai chân ốc lam. Đấy, mặt lam, mặt tiện lam thì zin nguyên bản, nó có chữ Sinewa này. Và xích của máy thì tỷ lệ phần trăm còn khoảng 75-80%. Máy cưa U6 thì giá là 2,3 triệu. Thoáng máy cực kỳ luôn. Đấy. Đa phần là hãng Sinewa chạy máy nghe tua rất là cao và thoáng máy, chạy ổn định luôn. Đó, mã cưa U6 để giá 2,3 triệu. Tiếp theo đi cây máy cưa số 7. Cây này là dòng Komatsu, một Komatsu GZ3950EZ Genoa. Hệ này thì có công suất là 40cc các nhá. Máy thì đời 4 số đời cao, 40cc, có giật trợ lực. Đến với những dòng cưa Genoa, nó là một cái hãng cưa rất là nổi trội và chạy có độ bền cực kỳ cao so với những cái thị phần khác. Đây, máy cưa Nhật. Máy này là máy cưa Nhật này. Trọng lượng cân nặng của nó thì khá là đầm tay bác nhá. Cây này trọng lượng là 5 cân, lam dài là 45, mặt lam cắt 40, chạy chân xích là 325. Đấy, chân xích lớn, chân xích 325 là dòng lớn ấy, và xích mới đó. Máy thì đã căn chỉnh chuẩn hết rồi. Cây này thì nó có hai phần chức năng. Một chức năng trên này là các bác bật lên để sưởi ấm tay khi mà các bác sử dụng vào mùa đông lạnh giá nhé. Thì các bác bật công tắc lên thì nó sẽ ấm cái phần này. Còn nếu như các bác không sử dụng, các bác có thể tắt đi. Thì đa phần những cái hệ cưa đời cao nó sẽ sản xuất thêm một cái phần chi tiết này nữa. Đấy. Máy thì bao đẹp của các bác luôn nhé. Chạy tua rất là khỏe. U7 giá là 2,9 triệu. Máy rất là dễ nổ các nhá.
máy phần trên này nó có ghi này. Đây. O3.25P là xích này. Đó, về phần máy thì toàn chữ Nhật thôi. Dòng Komatsu nó có cái tem này. Đấy, máy thì có khóa sên đầy đủ hết bác nhá. Các bác chỉ cần gạt cái số là khóa sên, mở này lên là on là nó gỡ cái chế độ khóa sên đi. Đấy. Còn xích là xích mới, làm giá rất nhất, làm giá rất là đều. Một cây máy cưa cuối cùng của ngày hôm nay là cây cưa Shinewa 398. Một cái hệ phân khúc gỗ cưa gỗ lớn này. Cây này có công suất là 40cc, lòng bê tông 40 ly. Và dòng cưa Shinewa 398 nó sản xuất giống y đời 400 và đời 488 luôn. Đó, hệ cưa này thì đã kiểm tra lòng bu bê tông cực kỳ đẹp bác nhá. Hai chân ốc lam, mặt lam này dài là 45, mặt cắt 40. Chạy chân xích máy là 325. Đấy, chân xích máy lớn nhá. Và lam máy tản nhiệt. U8 để giá là 3 triệu đồng. Cây cưa cắt khai thác chuyên nghiệp. Cái dòng này thì chạy ổn định cực kỳ và tiếng máy chạy rất là thoáng. Đấy. Phần trước các bác đổ nhớt lam này, sau đổ xăng pha nhớt nhá. Còn về các cấu trúc bên trong đã vệ sinh sạch sẽ ngon lành. U8 giá 3 triệu. Còn về cái hệ phân khúc này thì nó là phân khúc cưa cắt khai thác rồi. Thế nên là anh em không phải lăn tăn về vấn đề là gỗ có thể cắt được gỗ gì. Có nghĩa là các bác chỉ cần có gỗ và cắt thời gian dài là thoải mái. Còn về công suất máy thì em bao các bác là cắt ngon lành luôn. Rất là chạy nổ luôn. Đó. Chạm dây là nổ nhá. Ok, và đây là 8 cây máy cưa em vừa giới thiệu qua. Thì các bác có nhu cầu mua một chiếc máy cưa nào đó ở trong lô máy này thì vui lòng liên hệ số điện thoại là 0392 973 923. Và các bác xem video thấy hay thì vui lòng ủng hộ cho cửa hàng em, xin nút like ạ, nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo với ạ. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.